là vui. Ngọc Hương ơi, chị nghe Ngọc Hương hát là chị biết Ngọc Hương đang mong Tết lắm phải không? Đúng rồi đó chị Thanh, nhưng mà trước tiên thì Ngọc Hương và chị Thanh xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chị Thanh biết không, sở dĩ mà Ngọc Hương rất là mong Tết, bởi vì Tết đến thì cả gia đình sẽ sum họp với nhau nè. Ngọc Hương được đi chơi và còn nhận được lì xì từ chị Thanh nữa. Cung hỷ phát tài. Trời ơi Ngọc Hương ơi, cung hỷ phát tài là để dành cho những ngày đầu năm thôi, đúng không? Còn bây giờ đang là những ngày gần Tết thôi. Nhưng mà chị Thanh cũng có thể lì xì sớm cho Ngọc Hương mà. Chắc chắn rồi, chị sẽ lì xì sớm cho Ngọc Hương để cho Ngọc Hương khỏi có buồn. Yeah. Chị sẽ tặng cho Ngọc Hương một món ăn để Ngọc Hương vui món ngon trọn ngày Tết. Và chẳng những Ngọc Hương và quý vị khán giả của chương trình cũng sẽ nhận được lì xì này. Không biết là tên món ăn là gì hả chị Thanh? À, nghe cái tên món ăn là em sẽ thấy hấp dẫn liền. Đây là một món ăn mà chị thích gọi nó là lẩu hoa, là bởi vì nó dùng với các loại hoa như là hoa bông bí nè, hoa thiên lý nè, hoa hẹ, rau cần nước. Và trong những dịp Tết thì đây là loại các loại rau quả ngon nhất theo chị. Tuy nhiên nó có một cái tên thông dụng, đó là món lẩu chua thịt bò. Chị Thanh ơi, tên món ăn nghe rất là hấp dẫn. Em không biết là nguyên liệu và gia vị có phức tạp không chị? Chị mời Ngọc Hương cùng xem với chị ha. Để thực hiện món lẩu này, các bạn cần chuẩn bị bông bí, bông thiên lý, bông hẹ, rau cần nước, thịt bò, ớt, xả, tắc, xả bằm, tỏi bằm, ớt bằm, màu điều, một số gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto và hạt nêm Ajingon. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện em ha. Dạ. Xả các bạn đập dập và cắt khúc. Ớt thì chúng ta cắt lát em ha. Dạ. Mà chị Thanh ơi, em thấy á, thường là mình nấu lẩu chua cay á, là mình cũng có thể sử dụng giấm gạo Lisa hay là những cái loại gia vị mà có cái vị chua khác. Nhưng mà tại sao mình phải sử dụng tắc hả chị? Bởi vì mùi thơm của tắc rất là đặc trưng, và cái vị chua của tắc cũng có cái vị thanh nhẹ, cho nên khi chúng ta dùng vào những nước lẩu thì nồi nước lẩu của chúng ta sẽ có vị ngon hơn. Dạ, em sẽ lưu ý điều này. Phần thịt bò thì các bạn thái lát. Hôm nay chị mua bò phi lê, nhưng mà nếu làm lẩu thì các bạn cũng có thể mua bắp hoa bò. Chắc là giá thành rẻ hơn bò phi lê phải không chị Thanh? Cũng là một yếu tố nhỏ thôi, nhưng mà cái chính là bắp hoa bò có cái độ giòn. Nếu mà chúng ta ăn lẩu với nguyên tắc là nhúng thì khi chúng ta ăn bắp hoa nó sẽ giòn hơn. Dạ. Ngọc Hương lưu ý nha, cắt thịt bò thật mỏng. Cắt mỏng để khi mà mình nhúng lẩu á, ăn thì nó không có bị dai, với lại cũng nhanh chín nữa. Đúng vậy. Chị Thanh ơi, món lẩu chua thịt bò hay còn gọi là lẩu hoa đó, mình ngoài những cái loại bông này á, thì mình còn sử dụng những cái loại bông khác thay thế được không chị Thanh? Được chứ. Đây là một cái loại nước dùng tôi đã làm nấu được từ xương, và các bạn có thể sử dụng khoảng 1,5 lít. Và nếu như không có thời gian á chị Thanh, thì em nghĩ á với 1,5 lít nước thì quý vị khán giả hãy sử dụng hạt nêm Ajingon. Bởi vì hạt nêm Ajingon làm từ nước hầm xương và thịt, nên là chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có một nồi nước dùng mà thôi. Ngọc Hương nói đúng rồi đó các bạn. Với bông bí, các bạn nhớ ngắt bỏ phần đài hoa này đi, và phần nhụy ở bên trong các bạn cũng nhớ ngắt bỏ đi. Chị Thanh ơi, nếu mà mình không có bỏ cái nhụy của bông bí á, thì bông bí của mình khi mà nhúng lẩu sẽ bị đắng hả chị? Đúng vậy em. Bây giờ chúng ta bắt đầu xào sa tế. Các bạn cho vào đây dầu tương đối một chút. Khi dầu nóng thì Ngọc Hương cho vào đây 2 muỗng canh xả, 1 muỗng tỏi bằm. Xả nè, tỏi. Và ớt, ớt bằm. Dạ. Ngọc Hương xào cho hỗn hợp này thơm lên. Và đừng quên một muỗng canh nước màu điều. Bây giờ thì phần sa tế của mình đã được rồi đó Hương. Dạ. Chúng ta tắt bếp đi. Các bạn cho phần sa tế vào nước lẩu. Màu rất là đẹp. Các bạn cho tiếp phần xả mà chúng ta đã đập dập vào. Xả nè. Và ớt. Các bạn nêm vào đây 3 muỗng hạt nêm Ajingon. Sau đó các bạn cho 1/4 bột ngọt Ajinomoto. 3 muỗng hạt nêm Ajingon, 1/4 muỗng bột ngọt Ajinomoto. Rồi, bây giờ là 3 muỗng rưỡi đường. Dạ. Cuối cùng là 1 muỗng cà phê muối. Các bạn cho phần nước tắc vào. Như vậy là bây giờ nồi nước lẩu của chúng ta đã hoàn thành.
khi dùng thì các bạn chỉ việc dọn nồi nước lẩu ra giữa bàn cùng với rau, thịt bò và bún mà chúng ta chuẩn bị là chúng ta có thể dùng được rồi. Bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương cách ăn ha. Dạ. Ngọc Hương gấp vào đây một ít bún. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhúng từng loại bông. Đây là bông thiên lý và cuối cùng là một miếng thịt bò. Cuối cùng thì chị sẽ chan nước vào đây. Xin mời người đẹp. Cảm ơn chị Thanh. Thơm ơi là thơm luôn. Bông bí thì giòn nè, thịt bò thì mềm ngọt, nước lẩu thì chua chua cay cay. Còn Hương nghĩ trời se se lạnh khi mà gần Tết á chị Thanh, hít một miếng nước lẩu, wow, thiệt là hết sảy luôn đó. Đúng rồi, vui món ngon trọn ngày Tết. Cảm ơn chị Thanh đã hướng dẫn cho Ngọc Hương và quý vị khán giả món lẩu bò chua cay. Chắc hẳn quý vị khán giả sẽ đồng ý với Ngọc Hương là khi nấu lẩu thì chúng ta thường có cảm giác là rất là mất thời gian. Nhưng với món lẩu này thì chỉ trong tích tắc là chúng ta đã có ngay một món thơm lừng và nhiều chất dinh dưỡng như thế này. Tết sum vầy, món ngon thêm ngây ngất. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư theo số mới 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto cũng theo số mới 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.